Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, anh em biết tin gì chưa nhỉ? Có thể là các anh em chưa biết, hoặc là có thể là các anh em biết rồi. Nhưng mà anh em xem video clip của tôi thì tôi cũng xin được thông báo đến toàn thể các anh em là mùa giải Championship đã bắt đầu khởi tranh rồi anh em nhé. Đấy, với các anh em mới mà biết đến cái bộ môn Auto Chat này mà không biết Championship là cái giải gì thì tôi cũng xin được giới thiệu đôi chút. Giải Championship ở trong Auto Chat là một cái giải đấu mà do chính cái nhà phát hành ở cái tựa game này họ tổ chức nha anh em nhá. Đấy, và họ tổ chức cho tất cả mọi người ở trong game, ai cũng có thể được tham gia. Và một năm ấy thì cái giải đấu Championship Auto Chat nó sẽ được tổ chức 3 lần vào 3 mùa trừ mùa xuân ra thì mùa hè sorry anh em, trừ mùa hè ra thì nó sẽ có là mùa thu, mùa xuân và mùa đông. Họ sẽ tổ chức một năm là 3 lần. Đấy. Và cái giải này thì nó cũng có cái phần thưởng, nó cũng khá là có giá trị. Đó là những cái đồng tiền coin ở trong cái con game này. Coin đấy anh em có thể sử dụng để mua bàn cờ, anh em có thể sử dụng để mua skin của tướng. Và tôi nghĩ là nếu mà quy ra tiền ấy, thì nó cỡ đâu đấy nó cũng phải khoảng 5 đến 6 triệu cho cái giải nhất. Và đây là một cái giải đấu mà cho đăng ký free. Tất cả mọi người đều được chơi. Đấy, thua thì cũng chả mất gì, thắng thì được tiền, thế tội gì mà không đăng ký đúng không anh em? Đấy, anh em có thể vào trong game anh em đăng ký nhá anh em nhá. Nó sẽ có cái tab riêng dành cho Championship, anh em tìm ở phía trên, ở trong cái sảnh chính nhá anh em nhá. Đó là với các anh em mới chơi cái tựa game này, mới biết đến Auto Chat Mobile. Đấy, còn các anh em mà chơi cái tựa game này, theo dõi cái Championship lâu năm thì các anh em đều đã biết cách đăng ký và cách chơi rồi. Chúng ta sẽ có cái nội quy và cái quy trình chơi nó sẽ giới thiệu trong game nhé các anh em nhé. Anh em vào đấy anh em tự đọc, tôi cũng sẽ không có giải thích sâu vào cái đấy nữa đó. Và cái mùa giải này thì tôi thấy là nó khá là cân bằng về các cái đội hình ở trong game. Chính vì thế nếu mà nó hay ho thì có thể là sắp tới là tôi sẽ cát cái giải này. Đây là một cái mùa giải Championship mà thực sự nó rất là cân bằng đấy nhá. Những cái đội hình ở trong game nó khá là đồng đều nhau. Nó không có cái đội hình nào nó quá vượt trội. Nó không có quá mạnh. Trước đây thì cái giải Championship anh em cũng biết là cái meta gần đây nhất đó là chính là Beat. Đấy, Beat Kira đúng không? Sau đó là Hunter. Hunter Kira, Beat Kira là gần nhất. Đấy, và trong cái Beat Kira, trong cái mùa giải trước thì họ còn chơi cả Feather nữa đúng không? Đúng rồi, Feather 9 Feather. Đấy, mùa giải trước hoàn toàn không có Warrior. May chăng thì có thêm cái bộ Shaman thôi, Shaman Mage. Đó là cái giải trước, nhưng mà giải này thì ôi rồi, anh em có thể chơi bất cứ lineup nào. Tôi nghĩ là chỉ trừ có bộ Knight hơi yếu và bộ Warlock đấy là xuống hố luôn. Đấy, hai cái bộ đấy là hơi đuối so với những cái bộ khác. Còn lại khá là nhiều bộ lineup có thể chơi được ở trong meta mới. Và cái meta cân bằng này thì chúng ta sẽ chứng kiến những cái trận đấu mà nó thực sự nó sẽ rất là gay cấn. Sẽ rất nhiều những cái đội hình khác nhau. Chơi sẽ nhìn trong game ấy, nếu một cái giải đấu mà như thế nó sẽ rất là đã. Xem rất là đã mắt khi mà mỗi người là một cái người nghệ sĩ có thể biểu diễn, trình diễn với cái đội hình thông thạo của họ. Rất hay. Đó. Ngoài ra thì cái meta cân bằng nó sẽ khiến cho cái việc chuyển bài late game nó thực sự rất là mãn nhãn. Có nhiều khi như ở cái meta trước ấy, Witcher nó mạnh quá, bây giờ chuyển như nào thì cũng chả có counter được. Nhưng mà thời điểm hiện tại là có thể rất nhiều lineup có thể counter được rồi. Bây giờ anh em thấy là có cả Exorcist này, có cả Warrior đúng không? Đấy, có cả 9m 5 dòng. Thậm chí là có cả Goblin nhá. Goblin không thể đánh giá thấp ở đâu. Goblin, God Goblin bây giờ đang là thế lực đấy. Nó đang là trend đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi đánh giá là God Goblin nó có thể là nó sẽ là tương lai nó thay thế cho bộ Warrior meta hiện tại đấy. Bởi vì hiện tại nếu mà anh em chơi God Goblin kết hợp với Warlock là anh em đấm ngon Warrior luôn. Đấy, nó lại như thế. God Goblin, tôi đã chơi thử rất nhiều những cái con Goblin kết hợp với God rồi. Con nào cũng ngon luôn. Từ Heaven Bomber này, từ Soulbreaker này. Đấy, toàn là những con 1 tiền nhá. Sau rồi đến 2 tiền thì là có gì? Zipper, đúng không? Zipper rất khỏe luôn. Đấy, sau đó là đến cái tầm trên là tầm 4 tiền. 4 tiền thì có gì? Sao Zipper.
đúng không? 5 tiền thì có Dark Split, có bom, máy bay, ca lông. À, ca lông thì bây giờ là chuyển xuống 4 tiền rồi. Đấy, một cái con tướng 4 tiền mà chơi kết hợp với God rất mạnh, đó chính là con ca lông. Lên 5 tiền thì có bom, có máy bay, rồi có Dark Split. Đó, rớt nữa, rất là mạnh. Trận này là tôi cũng có thể là chơi God Goblin đấy anh em ạ. Đấy, tôi cũng đã lấy đồ ở đây rồi. Trận này là chơi God Goblin là có bom này, có rớt. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, đồ tôi đã lấy sẵn đồ bắn trưởng ở đây rồi. Vào chỉ việc là bây giờ là mua Goblin với cả mua mết rồi. Lên được 10 sớm. Tìm con bom, kích hoạt đủ bộ 6 Goblin 6 mech. Thì cái việc mà lên bom 3 với cả rớt 3 thì nó cũng là một sớm một chiều thôi. Đấy, trận này có cả máy bay nhá, có cả bom luôn. Quá dễ dàng easy để được 6 mech. Thậm chí là còn không cần chơi mèo luôn. Ngoài những cái bộ đấy ra tôi vừa kể ấy, thì trong Champion nó sẽ xuất hiện những cái line up như là 6 đỏ. Đấy, Shaman thì vẫn có thể chơi được rồi. 6 đỏ, Feather vẫn chơi được. Những cái bộ fake, 9 mét fake, Feather fake, Assassin fake. Rồi thì 9 Warrior fake. Đó, rất nhiều line up hay luôn. Sao Breaker lên là 2 sao à? Thậm chí là ra con ngựa để cho tôi kiếm cuốn sách. Kiếm sách luôn. Đây. Thắng được thì ăn sách rồi, mà nếu không ăn được thì thôi cũng kệ đó. Thua 2 trận, thắng 1 trận thì hòa vốn. Sao Breaker lên được 2 sao thì cái round này chúng ta sẽ ăn được thêm 3 tiền nữa này. Đó. Round này thì tôi nghĩ là sẽ ăn được thôi. Ok. Vừa có sách, vừa có sách vừa có tiền. Thế là cái quả vừa rồi là ăn được 5 tiền đấy anh em ạ. Chuyện này có chơi được human không? Thực ra nhìn cái kiểu bài như này thì chắc là không chơi được đâu. Round 9 rồi. Round 9 rồi nhưng mà những cái con human nó không lên được 2 sao thì thôi anh em ạ. Chưa ra được flame, chưa ra được già. Khó lắm. Bây giờ cái bộ này nó cũng sẽ khó chơi. Tôi đánh là tôi cần tôi giữ chuỗi thôi. Với cả nếu mà chơi Goblin thì tôi cũng sẽ phóng sớm ở level 7 anh em ạ. 6 Goblin đúng không? 6 Goblin kết hợp với cả 4 God sẽ đánh ở level 9. Level 9 là đủ bộ rồi. Ok, mỗi round có được mấy quyển sách, sau đó tôi cắn sớm thôi. Cắn sớm để lên được level 8. Level 8, ít nhất là level 8 sớm ở round 15. Đấy, sau round 15 là chúng ta sẽ lên 8 và có cái cơ hội ra là con bom. Sau này tôi sẽ lại bỏ một con sao Breaker 1 sao vào, kiếm 1 tiền. Anh em tận dụng cái con này nó cũng thay cho một cái con human kiếm sách cũng được. Đấy, như cái round này tôi có vừa có human lại vừa có thể là kiếm được thêm 1 tiền nữa cơ. Đấy, trận này có mết nhá, trận này có nhiều mết luôn. Nhìn qua là có 2 thằng mết rồi. 2 thằng chơi mết đấy. Hai thằng chơi mết cũng không có ngán gì. Chúng ta có thể chơi God kết hợp với Goblin, sau đó chúng ta lấy cầu, cái quả cầu vực thẳm ấy. Đó, không ngán đâu. Quả cầu vực thẳm bây giờ 50% giảm cái sức sát thương của ma pháp. Rất trâu. Và cũng như ngày trước chúng ta kẹp với cả 4 cá ấy, thì bây giờ cũng thế. Có cầu vực thẳm nó như là 4 cá luôn rồi. Hai con Berserker luôn này. Thế như này. Thế thì cũng chưa biết là chơi gì đâu nhá. Này chưa phải Goblin đâu. Bởi vì tôi nhìn thấy bây giờ là Goblin là bây giờ đuối rồi đấy anh em ạ. Bây giờ Goblin là bắt đầu đuối rồi. Không lên được 2 sao là có khi là thôi. Tôi cũng giải tán cái bộ Goblin luôn. Cho cơ hội đến tận round 10 rồi mà không lên được 2 sao con Heaven Bomber.
Ok, thế này thôi. Cố gắng làm nào đẩy nó lên level 8 sớm. Lên level 8 mà ra co 5 đô thì chúng ta lại quay xe. Đấy, còn không thì thôi. Cái bộ Goblin này nó cũng quan trọng. Yếu hay mạnh nó ở cái con bom nó ra thôi mà. Đầu game có xanh đến cái cỡ nào mà không ra được bom thì nó cũng toang. Đây này, nó lại ra thế này. Witcher. Trận này Witcher thì ở trong cái bộ Witcher thì cũng có chúa quỷ. Nhưng mà cái bộ Witcher ấy bây giờ nó không phải là cái line up mà chúng ta có thể xây dựng được từ đầu anh em ạ. Đấy, tôi lại đang có chuối. Khi nào mà đẩy lên 8, đẩy lên 9 mà ra được chúa quỷ ấy, thì mới chơi. Còn cái tầm này thì bây giờ tôi nghĩ là cũng chỉ lên mua cái con Shadow thôi. Đó, chưa vội chuyển sang Witcher vội. Cứ bao giờ ra được chúa quỷ thì quay xe. Đấy, trận này còn rất nhiều những cái line up mà có thể chơi được late game. Warrior thì bây giờ cũng đang tính là xem có chơi không. Có thể là có hoặc không, cũng chưa biết. Ở đây là tôi đang có là 4 con Warrior, 5 con Warrior rồi. Đấy, thêm một con nữa là chúng ta có 6 Warrior. 6 Warrior kẹp với cả sao Breaker 2 sao. Ok. Round này chắc là vẫn ăn được thôi. Đó. Có sách là được rồi. Ra cáo này. Cáo à. Cáo bây giờ là chúng ta đang có trong đội hình nó là hai con bit. Bây giờ là có cáo là sẽ là hai bit. Hai bit ba assassin à? Kiếm một con assassin nữa đúng không? Đây nó là một cái tín hiệu của chơi bit đấy. Cáo là một con co ở trong cái bộ bit nha anh em nhá. Vậy chúng ta nếu mà chúng ta ra là cái con cáo thì có thể là tôi sẽ chuyển sang chơi bit. Mặc dù tôi đang lấy là toàn đồ bắn trưởng nhưng mà không sao cả. Bây giờ cái việc chuyển đồ nó cũng rất là linh hoạt. Chúng ta lấy đồ bắn trưởng đầu game nhưng mà giữa game chúng ta có thể rèn lại hết, chuyển sang đồ ánh tay vẫn vô tư, không thành vấn đề. Cái quan trọng là phải nắm bắt được đúng cái thời điểm mà chúng ta có tín hiệu ấy. Nó ra cái tín hiệu chơi beat là phải chơi luôn. Chỉ cần đi đúng đường thôi, chọn đúng lên văn minh thôi là chắc chắn là nó sẽ là chân mệnh thiên tử. Ví dụ bây giờ mà tôi ra con cáo này nhá, xong rồi lúc đấy tôi đã biết đưa là có tín hiệu rồi ấy, xong 2-3 round nữa tự nhiên ra con gấu, xong gấu 2, xong cáo 2, một cái là thôi chân mệnh thiên tử luôn. Trận này chơi beat thì cũng sẽ có thằng tranh bài, có thằng chơi beat cũng đang top 2 luôn. Ok. Trận này beat thì nó sẽ dính một cái là nó sẽ gặp nhà mết. Trận này sẽ có hai nhà mết nhá, hai nhà gấu. Một nhà chơi có vẻ như là chơi Goblin. Cái nhà Goblin thì tôi cũng không sợ lắm. Đây, chúng ta sẽ gặp một cái nhà beat siêu đẻ. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được round này thôi. Đúng không? Địch vẫn chưa lên 7. Chúng ta đang đánh ở level 7. Doom này. Thế thì Warrior. Đây cũng lại là một cái tín hiệu đấy anh em ạ. Điều đặt. Rao sau lên 8 là có thể là 6 Warrior. Đúng không? 6 Warrior vào rồi là được rồi. Sao Breaker vẫn đang gánh. 9 Warrior, trận này thì có chúa quỷ này. Có con beat 5 đô ở trong cái bộ Warrior. Nhưng mà không có Lancer, trận này thì gặp mấy cái bộ mết hơi sợ. Nói trận này nhiều mết thì tôi biết là tôi phải chơi gì rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ không chơi cái bộ Warrior đâu. Tôi sẽ chơi cái line up mà rất nhiều anh em yêu cầu.
vừa hay, nó lại rất phù hợp với cái thế trận ở trận đấu này. Rất nhiều những cái line up mà chúng ta có thể counter được. Đấy. Rồi, tôi cứ pick như thế, anh em tự tự coi như suy luận nha anh em nhá. Đến đây mà anh em biết được là tôi chơi cái gì thì anh em đúng là gọi là fan cứng ở trên kênh rồi. Rất là hiểu tôi. Lấy món đồ gì đây? Chơi gì thì phải ngó địch xem là địch chơi cái gì thì mới lấy được anh em ạ. Ui dồi ôi, cái top 2. Thằng top 2 7 con 2 sao anh em ạ. Tôi chịu rồi. Đấy còn chưa tính hai con già đứng ở hàng chờ chưa sử dụng đâu. Thôi lấy gương anh em nhá. Bài này phải lấy gương thôi. Lý do tại làm sao thì anh em lại phải tự đoán. Cái này thì tôi nhiều khi là tôi sẽ phải cài cắm thôi, không có giải thích kỹ đâu. Ok. Những cái trận đấu à, tùy vào trận đấu tôi sẽ lấy những cái món đồ nó phù hợp. Như cái trận này thì nó sẽ là cái gương đấy. Rồi. Đã lên được level 8. Trận này tôi đang tính xem là có lên dí lên 9 không. Hay là chúng ta đánh ở level 8 luôn. Thường là tôi sẽ dí lên 9. Khi mà có chuỗi như này là thường là sẽ là như thế. Nhưng mà trận này khả năng là lên 9 là vẫn mất chuỗi anh em ạ. Nên là thôi, đứng đợi nó đến nó cắt chuỗi thôi anh em ạ. Tầm này tôi cũng chưa hiểu là cái kiểu gì mà tôi đã ăn được nó đây. Khó lắm. Cái thằng top 2 kìa, nó đang có 7 con 2 sao và quan trọng ấy là những cái con 2 sao của nó đều là những cái con rất mạnh. Còn những cái con của tôi nó là những con 1 sao và nó là cái con warrior. Gặp thì chắc chắn nó mất chuỗi rồi, không thể nào có thể trượt được. Đấy, gặp luôn này. Rồi, vậy là cũng đang 17. Đen nó không phải là đang 19 nhỉ. Mà thôi, chịu. Không có cách nào để có thể ăn được thằng này đâu. Quá to. Úi dồi ôi, chúng ta để ý cái thằng này mà chúng ta không để ý đến cái thằng mà đang có cái chuỗi thua 11. Cái thằng Gindukan kia là nó bây giờ nó lên được 9 và nó cũng form được đủ bộ Goblin rồi anh em ạ. Ui vãi đài luôn, trận này thực sự là cũng khá là khoai đấy. Lên được level 9 ở đang 17 và ra được đủ bộ Goblin. Bắt đầu là mất chuỗi rồi. Căng thật, còn một cái thằng thì nó câu ra con gấu 2 nữa chứ. Thế là bây giờ chúng ta đang khá yếu đấy so với cái phần còn lại đấy anh em ạ. Nhìn tưởng là có chuôi đến tận bây giờ nhưng mà bây giờ là khá là yếu rồi. Trận này không biết là có phải là hai thằng chơi Goblin không hay là chỉ có một thằng thôi. Thằng Eco chắc chắn là chơi Goblin rồi. Và thằng có chuôi cộng 6 thì nó đang có khá là nhiều Goblin 2 sao. Nhưng mà ngoài ra nó có Thunder và có già ở trong nữa. Không biết là chơi mết hay chơi Goblin. Đấy, thằng này thì ra là cái con gấu tổ 2 sao quá ấm rồi. Thực ra là nếu mà ra gấu tổ 2 sao như này thì cứ yên tâm mà đánh thôi. Rất dễ chơi luôn. Ok. May quá vẫn thắng là vẫn có sách. Từ từ nha. Đây rồi, cái con bọ đầu tiên. Đấy, bây giờ chắc là anh em cũng đoán được ra tôi chơi cái gì rồi. Một trong cái lab mà rất nhiều anh em ở trên kênh nhu cầu. Bộ Insectoid anh em nhá, bộ bọ. Trong mấy cái video cách đây khoảng một tuần ấy thì tôi có chơi là bọ kết hợp với mèo. Và hôm nay thì sẽ không có mèo 5 đô. Đấy, và có con mèo 3 tiền ấy nó cũng sẽ không ra. Nên là tôi sẽ kết hợp với cả con cáo này anh em nhá. Con cáo tôi sẽ để sẵn ở dưới này rồi. Còn một con nữa thôi. Thằng này vẫn quyết tâm câu gấu à. Trận này chính ra là sẽ có hai thằng đánh gấu đấy, nhưng mà thằng này có vẻ đen. Ra được 4 con gấu nhưng mà lại không ra được con nào 2 sao. Rồi lại có thêm cuốn sách nữa. Hay quá nhỉ. Thế này là chúng ta không bị thọt tiền đâu. Sẽ có sách lên dần lên 9 thôi.
Ok. Và cái round này chúng ta sẽ còn một quyển sách nữa. Sau cái round này tôi sẽ form dần về cái bộ insect anh em nhé. Trước khi chuyển qua insect có thể sẽ chuyển qua beat. Chuyển qua beat một round. Một vài round. Đấy, tôi vẫn giữ máu rất ổn nhá, 85 máu. Cái bọn phía dưới gần như là nó mất hết máu rồi. Đấy, có thằng Eco được chuỗi cộng 11 là nó comeback rồi. Giữ được 40 máu comeback, khá là khỏe đấy. Chứ Goblin, nhưng mà cái thằng Goblin mà đang có chuỗi mới là cái thằng đáng sợ. Nó đang có khá là nhiều con 2 sao và gần như là nó đang là mạnh nhất. Square cũng được. Ok. Rồi. Cáo lên được 2 sao. Tuy nhiên là hiện tại chưa có đồ. Cấm đánh. Có đổi đồ tím luôn không nhỉ? Đổi đồ tím thì vứt gương à? Không. Không vứt gương được. Gương quan trọng đấy. Bây giờ chúng ta phải giữ cái đồ này thôi anh em ạ. Tôi đã lấy cái gương ở cái round trước khi mà tôi lấy cái cấm đánh ấy, anh em biết là nó quan trọng thế nào. Đấy, tôi phải lấy trước khi tôi lấy cái cấm đánh luôn. Tôi lấy cái cấm đánh sau. Không thể xóa cái gương ở đâu. Mà cấm đánh thì đương nhiên cũng sẽ không thể rèn đi được rồi. Bây giờ rèn thì chỉ có hy sinh cái Blink thôi. Tôi đang hơi phân vân. Blink thì cũng có lúc quan trọng, cũng có lúc không. Thiếu Blink thì tí nữa có thể kiếm cái quả cầu tạo mới ấy, thì nó cũng tăng mana khá nhanh. Thực ra thì cũng được, bây giờ vứt Blink đi cũng không đến lỗi đâu. Ok. Giáp trừ tà. Trở lại lấy giáp trừ tà, ok đấy. Bây giờ thấy nó ra Warrior anh em ạ. Mục tiêu của chúng ta hướng đến chắc chắn nó sẽ là cái đồ Kira rồi. Cái đồ Kira để chúng ta có thể chơi Insectoid. Bây giờ thì đồ Kira nó kết hợp được với cả những cái con Insectoid anh em nhé. Khi mà chúng ta luốt những cái con tường hiến tế thì nó sẽ gọi ra 3 sao luôn. Tuy nhiên là những cái con tường hiến tế thì nói thế thôi, chứ còn nó cũng cộng khá là ít đam. Hiến tế mà luốt cái con 1 sao ấy thì nó cộng thêm một chút xíu đam thôi. Có 60% của 50 hay là 60 đam thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Thêm một chút máu cho con co. Goblin này. Chắc chắn là chúng ta sẽ thua rồi. Không có đam để giết bọn này đâu. Trừ khi là 6 bit. Ôi thằng này nó có bom rồi anh em ạ. Vậy là nó có tinh hoa mech sau round này rồi. 6 Goblin 6 mech. Thôi tôi cũng phải form về beat đây. Bây giờ mà không form được đội hình về 6 beat hoặc là Insectoid thì là 3-4 round nữa là bay màu đó anh em ạ. Tốc độ sẽ nó nhanh lắm ấy. Tụt máu cực kỳ nhanh luôn. Ai ui đây rồi. Insect luôn không nhỉ? Thôi Insect luôn đi. Round này xả hết tiền để kiếm đủ 4 Insect là chơi được. Về Insect nhanh không là gặp mấy cái thằng mết cũng toang luôn. Ê ơi, hay quá. Kịp thời đấy, kịp thời đấy, kịp thời đấy. Chuyển về như này là gặp mấy cái thằng mết là vô tư rồi. Ok bạn ơi, ui rồi nó lại hợp lý luôn. Hợp lý quá anh em ơi. Có thể ăn, cắt chuỗi luôn. Trời ơi, được quá nhờ. Nó lại quá là hợp lý luôn ý. Thề. Tham minh chuẩn đến như thế là cùng. Rồi. Rồi, bây giờ chuyển về Insect thôi anh em ạ. Đó. Quá tuyệt vời. Đu mà.
Trận này tôi sẽ chơi con Doom nha anh em nhá. Bọn nó toàn God với cả Mết thôi. Đấy, God thì chắc là God Goblin, Mết thì chắc là Mết God. Goblin thì chắc là Goblin God. Lanh quanh là mấy cái bộ liên quan đến God thôi. Nên là tôi sẽ có Doom nha anh em nhá. Sẵn con Doom đây với các bạn luôn. Ok nha. Quá hợp lý. Rồi gặp Beat này. Beat này ăn được không? Nhìn sắc toy thì tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được Beat thôi. Đồ con cáo của tôi hơi đểu thôi anh em ạ. Nên bây giờ vẫn chưa ăn được. Và tí nữa thì sẽ ăn được. Đấy, nhìn đồ con cáo của nó với đồ của tôi thì nó khác hẳn nhau. Đồ của tôi bây giờ đang đồ tím đều quá. Cần phải có thêm những cái đồ đam đến từ vị trí con cáo. Bây giờ tôi hướng tới ấy, nó sẽ là cái Gartekra nhá. Mà chưa thấy Gartekra đâu. Hơi đen nhỉ. Bây giờ tập trung vào rèn đồ tím thôi. Sẽ không có một cái đồ cam nào đâu. Cứ bao giờ có chém lan này, rồi có Gartekra thì lúc đấy mới tính là lấy đồ cam. Còn bây giờ tôi phải tìm bằng được hai món đồ trần phái cái đã. Ui, cái thằng Gindukan nó ra được con rớt 2 rồi anh em ạ. Đúng là có tinh hoa khác. Đánh sướng thật đấy. Ui mẹ ơi. Cái thằng top 2 có vẻ như nó chuyển sang mết. Nó chuyển sang 9 mết rồi anh em ạ. Nó không chơi Goblin nữa. Vậy là có thằng God Goblin là cái thằng ở dưới 40 máu à. Thằng Beat này chắc là gặp Goblin này đi thôi. Nói chung thằng Beat có khi là bây giờ nó chỉ ăn được mỗi tôi ấy. Gặp mấy cái thằng kia như kiểu thằng gấu tổ kia thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Gấu tổ Metalit. Rồi nếu mà nó rèn ra được cái vương miệng thì cái bộ Beat tôi nghĩ là còn sấp mặt với nó luôn ấy. Beat bây giờ mùa này yếu nhỉ. Chưa thấy cái thằng nào nó đánh Beat nó được top luôn ấy. Toàn thấy top thấp thôi. Ok. Lại gương. Bây giờ thì lại không cần rồi. Nhưng mà lại không đủ đồ để rèn đồ tím thế này. Ai trời ơi. Cày nha. Up lên 10 luôn không? Thôi cho con Doom lên 2 sao đã. Có gương thì phải cho nó lên 2 sao anh em ạ. Cho nó đỡ phí cái gương. Doom 1 sao cầm cái gương kiểu trông nó hèn hèn kiểu gì ấy. Tôi chắc là tôi sẽ lên 10 sớm anh em ạ. Tôi up 10 dần dần đến 29 lên 10 là vừa. Sau đó tôi kiếm thêm Doom. Kiếm thêm Doom hiến tế này. Kiếm thêm gấu. À không, kiếm thêm cáo. Kiếm thêm cáo nữa. Rồi tôi sẽ phải full cái dàn hiến tế này lên 2 sao đã thì nó mới mạnh được. Mà này toàn bọn 4 đô nên là chúng ta cứ up lên level 10 đi cho nó dễ đi. Đây, lại gặp cái thằng God Goblin này. Anh em thấy khó chịu không? Rất hay rồi, giật rất là đau luôn ấy. May là tôi có Doom ấy. Nhưng mà khả năng là vẫn thua. Chưa thấy cái lượng đam đến từ những cái con của tôi luôn. Khó nha. Mà cái thằng này nó có chuỗi cộng 7 rồi, tức là nó có 7 cái tinh hoa đấy. Mà nó còn chưa thèm roll đâu. Nó đang không có tiền nên là có khi là nó đang tiết kiệm. Rèn đồ tím mà đen thật đấy. À ui đây rồi. Ít ra thì cũng phải có cái chém lan cho tôi chứ. Đấy máu bắt đầu tụt xuống 50 máu à. 47 máu luôn. May quá con cáo nó có cái chém lan nó cũng đỡ. Ok. Nói chung là bây giờ vẫn đang yếu lắm. Đua mà. Xả hết tiền luôn anh em nhé. Phòng cái đội hình nó mạnh lên một chút. Đây nó đang hơi yếu yếu. Đó.
đây nó sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể lên được cáo 3 đây. Đúng không? Ơ kìa, lại gặp lại này. Thế chịu rồi. Đúng thế nào? Đúng rồi. Nhưng mà làm nào để ăn thì chưa biết. Có chém lan. Chọt khá là đau. Cáo vẫn sống. Cáo vẫn sống, đun tiếp. Hay, hay lắm. Ơ, có ăn được không? Được không? Được không nhở? Chọc tiếp phát lửa. Ơ kìa, có phần được đấy. Cắt chơi luôn. Hay quá. Ơ kìa, đừng bảo không được. Được, được anh em ạ. Hay thế nhở. Hai lần cắt chuỗi. Insectoid thế là cũng được đấy chứ. Cáo thì bây giờ còn mấy con nữa? Ôi dồi ôi, con cáo của tôi bây giờ chỉ cần thiếu có hai con nữa thôi anh em ạ. Thế là trận này vớ vẩn lên được cáo 3 thì là chân mệnh thân tử luôn này. Ok. À được. Đây. Như này đi. Có thêm vua lóc. À lại đu nữa này. Quá tuyệt vời. Trận này cứ mua thêm Doom đi anh em ạ. Tôi nghi là cái thằng kia nó sẽ lên được con rớt hoặc là con bom đến 3 lắm. Chả qua là nó chưa dùng tiền thôi. Tiền của nó bây giờ đang chưa đủ tiền để có thể mua được, để roll được. Chứ còn tôi thấy là nó đang thắng thì nó thế nào nó cũng sẽ có tinh hoa, nó roll lên 3 sao thôi. Bây giờ cái tầm này rớt 2 với cả bom 2 thì có lẽ là chỉ có mỗi tôi ăn được. Tiến xét này. Đẩy khá nhiều ấy. Đấy anh em thấy không, nó lại ăn được rồi. Vậy là round tiếp theo là nó lại có cái tinh hoa đấy. Ok. Đồ chán thật. Bây giờ cái thứ mà tôi cần nó chính là cái Kira. Chỉ có Kira mới đủ bom để có thể đánh xuyên giáp được bọn Goblin thôi anh em ạ. Goblin nó giáp vào trâu. Chọt mãi hôm qua là cái giáp. Bây giờ cần phải là thật là đam, phải thật là to, phải thật là khỏe. Máu phải trâu. Ôi giời. Gì vậy? Vai đái á, thề. Rớt 3, bó mai. Anh em ơi, gặp phải thứ dữ rồi. Gặp phải quái vật rồi. Thằng này có rớt 2. Ôi nhưng mà thằng này nó chuyển sang, nó chơi trộm chó này. À, vai đái, trận này chính ra bọn nó đa dạng phết đấy. Đánh kinh khủng rồi đấy. Các kiểu luôn. Cả trộm chó luôn. À, tôi chơi Insect này tôi chả sợ trộm chó. Insect Toy này sợ trộm chó đâu. Insect Toy này còn khướt nó mới dọn được hết bàn cờ. Trông cũng căng thẳng đấy nhở. Ây da, ây da, ây da. Đau đấy. Ây da, thua này. Khó chịu thật. Căng thẳng, căng thẳng. À đấy có đồ chống trộm chó đấy rồi. Trộm chó này tôi nghĩ là cũng sớm muộn thì cũng đi rồi chứ. Gặp 9m thì đi. Anh em có thể nhìn thấy là cái thằng Goblin nó cũng không sợ 9m luôn. Nó đấm 9m luôn anh em ạ. Càng thật. Goblin 2 gót rồi. Và tí nữa nếu mà nó có cái món đồ gót thì nó sẽ là 4 gót đấy. Một món đồ gót cho bom nữa là xong. 4 gót kết hợp với 6 Goblin kết hợp với cả 4 Warlock. Ôi trời ơi, càng thẳng thật sự. Tôi thấy cái cỡ đấy đánh cái kiểu gì nhỉ? GG level 3 rớt. Bây giờ mới nhìn thấy à? Trời ơi. Chơi là phải biết được ngay từ vừa nãy rồi chứ lại. Kira đây rồi. Bây giờ mới ra được món đồ Kira. Đổi đồ cam luôn. Hột sọ đỡ máu. Chắc chắn nó sẽ phải là món này. Muốn nhây thì chỉ có món này thôi anh em ạ. Không có hút máu thì toàn. Ok. Sẽ cắn mấy cái con 1 sao này anh em nhá. Hiến tế để nó ra được cái mấy con 3 sao. Sau khi hiến tế mấy con 1 sao này nó sẽ hiện ra 3 sao ngay tại cái thời điểm hiến tế thôi. Bộ này bây giờ mới được sửa lại đấy. Chứ ngày trước không làm được cái trò đấy ấy.
thì cái bộ này là phế toàn tập luôn, không ai thèm chơi. Bây giờ để như thế này thì nói thật với anh em là nó cũng mạnh hơn được một chút, nhưng mà hiến tế toàn 1 sao thì cái lượng đam của nó là không nhiều. Lượng đam mà cắn vào người nó là không nhiều đâu. Ok, rớt 3 bạn ơi. Vãi, nó giật phát hai con nhện của tôi gần hết máu luôn. Ok bạn ơi, nhưng mà từ từ nhá. Mày thì rớt 3 với chúng tôi. Ôi thôi. Ôi thôi, rớt 3 còn có 15 máu kìa. 7, 18 máu luôn. Thề. À, hóa ra là rớt 3 cũng mạnh nhá nhờ. Có đồ Kira rồi. Sợ gì nữa. Được chưa? Rồi. Bây giờ chắc là ngán cái thằng trộm chó đúng không? Thằng trộm chó, nhưng mà nên nhớ là ở trong cái đội hình này của tôi ấy, nó không dễ để có thể là tiêu diệt trước khi nó thả cái con cáo tôi trở lại đâu. Đây là bộ Insectoid. Vãi đài thật. Chuyện này thằng ra rớt 3, thằng rớt 2. Căng thẳng thật sự. Chính ra cái thằng rớt 2 nó sợ hơn. Rớt 3 có Doom ở đây, sẵn sàng là Doom vào con rớt 3 rồi. Còn cái thằng rớt 2 nó có trộm chó. Đây rồi, gặp này. Đấy, cái điều đáng sợ đã xảy ra. Cướp ngay con cáo của tôi ạ. Nhưng mà tất nhiên là tôi vẫn có những cái con tướng để nó có thể là nhây được. Thả ra. Mày ngoài à, thả ra rồi phải không? Thả ra rồi phải không? Ok, lăn không đánh được kìa. Thì cầm đánh anh em ạ, thề. Ôi rồi, tôi chết rồi. Con heo nó lại gọi ra rớt. Này thì gọi ra. Lại hồi máu. Làm sao? Ê, đau. Lăn tiếp. Ok. Lại bị cầm đánh á, thề. Nó lại như thế chứ đấy. Cầm đánh liên tục ạ. Cứ mỗi lần lăn là bị cầm đánh chả trọt được phát nào. Điều quá đi mất thôi. Cáo bây giờ có hai con nữa mà nghe chừng khó ra quá nhỉ. Mà không sao, tiền bắt đầu lên 50 tiền này thế nào cũng ra thôi. Vấn đề là có thích hay không thôi. Bây giờ xả hết cái đống 40 tiền này chả nhẽ không ra được hai con, đúng không anh em? Mà thôi, để cho bọn nó giết nhau cái đã. 39 máu mỗi round lọt một con. Kiểu gì cũng chỉ lọt một con thôi mà. Còn cái thằng 9m thì tôi sợ gì đâu. 9m sáng đầy chắc chắn là sùng hố rồi. Chúng ta chơi Insectoid chả ngại gì bộ 9m cả. Thằng trộm chó thì gặp thằng rớt 3 thì chắc cũng bay màu rồi. 6 máu đấy kia thì đỡ làm sao được. Đây rồi, 9m này. Khác gì tự sát không. Thế là xong. Ok. Vậy là giải quyết được thằng 9m. Rồi, xem nào, trộm chó có sống rồi. Cũng đi luôn. Hay quá. Rồi. Vậy là sẽ là cái trận mà chúng ta sẽ phải solo hàng phục cái con tướng rớt của đối thủ. Trận này thì cứ đùm vào mặt vào con rớt thôi là được rồi. Đối thủ thì vẫn chưa thể lên được con bom 3 đâu. Nào, round này nó có đi không? Thực ra thằng này nó sức mạnh của nó tối đa rồi, không thể mạnh hơn nữa rồi. God Goblin đủ bộ rồi, cũng 6 Warlock như ai rồi anh em ạ. Mạnh nhất có thể rồi, 6 Warlock. À, không phải 6 Warlock mà là 4 Warlock. 4 Warlock, 4 God, 6 Goblin, đúng không? Ui, nó giật kìa. Vãi cứt con rớt nó giật ạ. Thề. Giật phát bay màu luôn ạ, chả nhìn thấy con nào luôn. Ây da, sao con ơ à? Anh em có nhìn thấy cái quả vừa rồi không? Con cáo của tôi đứng im luôn ạ. May mà trọt được phát đấy. Đứng im một hồi lâu luôn ấy. Tại sao ấy nhở? Nó vẫn ăn được. Chúng ta có Kira, chúng ta khỏe. Lại có cái hồi máu cuối nữa. Rồi, cảm giác là bây giờ rớt 3 không ăn thua lắm nhở. Trông cũng chưa xi nhê so với con cáo của tôi. Cáo này của tôi cáo thần rồi anh em ạ. Tí nữa đổi một đồ cam nữa. Còn một slot cho một đồ cam. Nó có thể là sẽ là cái cướp điên đấy. Hoặc là một cái BKB thì là chắc kèo luôn. RO.
toàn những cái món đồ có thể chơi được. Hero thì chỉ là một cái món đồ tím thôi. Đồ cam thì chúng ta có thể lấy cướp điên hoặc là lấy cái xem nào, một cái món đồ bất diệt thì làm sao, cũng rất là ok. Đấy, Insectoid quay trở lại thật rồi đấy anh em ạ. Không đùa đâu, Insectoid như thế này là quá mạnh rồi. Đánh với God Goblin đang hot trend đấy. God Goblin đang rất là hot luôn, đang rất mạnh. Và chúng ta có thể ăn được. Ok. Đổi luôn đồ cam luôn nhỉ anh em nhỉ. Cố gắng kiếm cái món đồ cuối cho nó ngon. Đây, khiên thiên thể luôn. Mày giật vào tao rồi mày bật ngược trở lại mày luôn. Được. Chốt cái khiên thiên thể. Blink chắc vứt cho Doom. Blink vứt cho Doom đi. Cần cái con Doom nó phải Doom sớm anh em ạ. Ok. Rao này chắc lock lại. Tôi có thể tôi sẽ roll cái con bọ cạp lên 3 sao. Cái con bọ cạp này lên 3 sao tôi sẽ hiến tế cho con bọ cạp nó hiến tế luôn. Ôi, cái gì kia? Không bạn ơi. Từ từ. Từ từ. Lăn lên phát lửa là chết. Ok bạn. Đi rồi. Một round nữa là thắng rồi. À không. À đúng rồi, đúng rồi. Round này là round kết thúc ấy. Thôi xả hết tiền kiếm con cáo ba. Ok bạn ơi. Quá tuyệt vời. Kết thúc là thế là đẹp đấy. Kết thúc như thế này phải nói là viên mãn rồi anh em ạ. Mặc dù là cáo không lên được 3 thì vẫn thắng thôi, nhưng mà cáo lên được 3 thì nó quá là hợp lý với một cái con game cuối tuần luôn. Thực sự là như thế luôn. Ok. Đấy. Bạn chơi kiểu gì? Ơ kìa. Ơ cái gì nhở? Nó cướp được bọ cạp, nó cướp được bọ cạp. Ui đừng im kìa. Ok ok kìa. Ú kìa, ú kìa. Ú quả đừng im sợ thế. Đứng im xong lăn được phát chọt phát là ăn. Xong rồi. Tôi cứ tưởng là cái round đấy tôi bị đẩy anh em ạ. Tự nhiên thấy con cáo đứng im một lúc luôn. Nhưng mà không anh em ơi. Thực sự nó rất khỏe. Insectoid thực sự nó comeback trở lại rồi. Được đấy. Nếu mà anh em thích chơi cái bộ này anh em hãy để lại dưới phần comment nhá anh em nhá. Đấy. Nếu anh em muốn tôi chơi thêm cái bộ này thì anh em cũng hãy để lại dưới phần comment. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn cái bên trái, một trong những cái line up mà counter trực tiếp rất là khỏe vào cái bộ Warrior nha anh em nhá. Thực sự là Warrior gặp nó thì đứt điện luôn, như gặp bố. Anh em có thể xem clip bên trái, anh em tin tôi hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái line up khác ở một cái dạng giải trí hơn. Đấy. Chơi God Goblin anh em nhá, xong cuối game thì chuyển sang chơi Witcher để counter vào bộ Warrior. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!